TikToker quay thưởng tặng ô tô bị dân mạng nghi ngờ tặng cho người quen trong phiên livestream 80 tỷ. Sau thành công của phiên livestream đạt doanh số kỷ lục lên đến 100 tỷ đồng, diễn ra hồi đầu tháng 5 2024, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi tổ chức phiên live 150 tỷ đồng. Trong phiên live này, Quyền Leo Daily cũng cho biết sẽ tặng ô tô trị giá 400 triệu đồng cho người may mắn đăng ký và xem trực tiếp livestream. Đây là lần đầu tiên một phiên livestream trên TikTok ở Việt Nam mà người mua hàng có cơ hội được tặng ô tô cùng mức doanh thu kỳ vọng kỷ lục đến 150 tỷ đồng. Phiên live bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 5 tháng 6 và kết thúc lúc hơn 23 giờ ngày 6 tháng 6. Doanh thu đạt 80 tỷ sau gần 40 tiếng livestream. Từ sau 20 giờ ngày 6 tháng 6, cặp đôi tuyên bố không bán hàng nữa mà tập trung chia sẻ về mini game tặng ô tô. Lúc công bố cũng là lượt mắt xem trên kênh Quyền Leo đạt đỉnh điểm hơn 100.000 mắt xem. Đến khoảng hơn 21 giờ, cặp đôi bất ngờ quay lại bán hàng vì hệ thống TikTok không chọn được người may mắn nhận ô tô. Dân mạng sau đó soi ra cô gái may mắn chính là nhân viên của anh, từng lên live hộ cho anh trước đó. Quyền Leo bị dân mạng bóc phốt dùng chiêu trò đưa nhân viên nhà mình lên phong bạc nhận ô tô trúng thưởng. Dân tình soi ra cô gái này đi nhận giải thì đi một mình, và trùng hợp là từng thấy đã có một lần cô gái này phụ vợ chồng Quyền Leo livestream. Hiện cô gái này trưng ra một tờ giấy A4 bảo đã bán lại cho showroom. Hiện vụ việc vẫn đang được dân mạng bàn luận sôi nổi trên khắp cõi mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc đến các bạn trên kênh YouTube Tình Ba Phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Ba Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.